đục cho nhé, mình xem nhé, đục vào nhé. Đưa tất quả cho mẹ, đưa một tất quả cho mẹ. Còn một tí ở kia nữa còn được xong. Chết rồi, lại được con nữa, mặt ở đâu đấy? Thôi không mặt được gỗ, chết. Đứng đây, đứng xem nhá, không hái hoa ở bố nhá. Đấy, ngồi cấu cấu, báo cáo à. Báo cáo với các bác là suy nghĩ mấy hôm là phen bỏ cái ngọn này rồi, cho nó lùn xuống cho nó thành làn tí, làn cái làn sau giật ngọn à, làn giật cái sau các bác đấy, thì mấy hôm mà nó dễ dễ lại phun ra cái gớm à, bỏ cái ngọn này, cái ngọn thì lấy được cái đây một cây đây, và cái này là cái ngọn đột lật cất đầu tiên đây, được một con mini này, hai con mini này. Rồi bây giờ đây không dùng cái ngọn đấy nữa, tất nhiên thì nó hơi bị trống và nó chưa được nhìn nó chưa thuận mắt, nhưng mà cái vách với cái thân nó đã hoành, nó đã làng đi rất là nhiều, làng đi rất là nhiều. Sau thì mình sẽ giật cái ngọn sau hoặc đấy, để tí bố quét nha. Bẩn lắm con, cái này bẩn lắm. Con đấy, con đấy. Im bố xoay cho các bác xem. Các bác, các chú, ông bà xem. Vừa nãy đục lướt phát bay mất cái mầm đấy, tiếc quá. Đây này, ghế đấy ướt con. Đấy. Bây giờ mới
chính thức là khoe khoe con này lại các bác, còn con kia thì các bác biết rồi, con kia các bác biết rồi, nhưng mà cái lúc mà chặt cái ngọn đi thì chưa khoe, bây giờ mới khoe thì tranh thủ với cái video khoe con này lấy cũng lâu rồi. Con này hôm trước không biết quay nó có lọt vào công kính phát nào, nhưng mà cái tay của nó như này này. Đấy. Dài ra tận đúng bằng cái lá này. Và cái chỗ này, cái này. Dài tận đây. Đây có một cái cũng lên đây. Và cái ngọn ở đây. Đấy. Thì nó rất là thô và nó cái tay nó rất là nặng, tay chi thứ nhất nó rất là nặng. Nó nặng làm lệch con cả cây đi. Nhất là nặng, thứ hai là chi nó rất là dài, lệch cả cây đi. Nhưng mà mấy cái thua đoạn này cắt đi, đoạn này cắt đi là chờ giật cái mầm đây, nếu không được thì phải ghép vào đây, nếu không được không được. Đấy, đục tạo sẹo để cho nó nhẹ bớt cái tay đấy đi, nó nhẹ bớt cái tay thì cái tay nó nhìn nó cảm giác nó nặng quá. À, một số điểm tạo sẹo. Đấy, thì để xoay một vòng để cho các bác xem nhé. Đấy, phang một cái tay đây, cứ lùn nhé. Tay này thì em bỏ, chứ nó làm đây. Và đúng lên đây. Tạo sẹo cho nó nhẹ bớt cái tay này rất là to, gồ to mà. Này, có tôi ỉa. Kích thích xem con này à? Rất kích thích luôn. Quay lên trước hỏi cái gì quá nhé. Để tí nữa bố lên chơi. Không đi đâu nhá, ướt. Ướt. Này. Phen này, chỗ này lúc nó rất là nặng. Này nó phổng, chỗ này phổng ở đây. Đấy, nó nặng. Và cái đoạn này nó rất là dài, dài đây. Đấy, dài đây. Không hiểu chủ cũ ý đồ gì, để rất là dài. Rất là lệch hết cả cây. Và cái ngọn này cũng vậy. Có một cái khẩu ở đây. Và một cái tay ở đây. Nó vẹo hết cả sang bên này, nó lệch tâm đi quá, trực mẹ lệch tâm. Đó, đoạn thân thì ổn rồi, đoạn thân thì rất hay. Cái này tôi cũng mua trên trên diễn đàn này, trên Facebook đi quá, trên Facebook. Đó, thì mua của một bác ở Thái Bình thôi. Nhưng mà cái tay này ngày xưa là bác kia ghép, nhưng mà em tháo đi rồi, nó vẫn có vệt đóng đinh này. Cái tay kia cũng vậy. Nhưng mà rất may là những cái tay bác ấy ghép không biết ý đồ gì, nhưng mà em lại không ưng những cái tay em lại tháo đi. Đấy. Đấy các bác. Con này. Dạ, con vào đây. Vào đây, tí nữa bố đưa đi. Tí nữa bố cho nó keo, tí keo để sẹo vào đây. Chờ bố tí. Đấy. Ngắm cây này tí là sướng quá. Rất lùn nha. Rất lùn. Rất lùn lực. Đúng đậm chất lùn lực được không? Cái cây là gỗ lùn lực đúng không? Đứng vào đây xem. Đứng vào đây xem đến đâu. Đứng vào đây. Đứng im nha. Đấy. Con bé nhà tôi. À, đứng đến. Đến mông nó. Người mẫu à? Người mẫu mặc áo công nhân à? Mặc áo công nhân này. Mặc váy công nhân này. Đó. Rất là lùn. Rất là lùn. Đấy, kinh chưa? Kinh không? Dế bệ rất là đẹp, nhưng mà tôi vùi nó lại, vùi cái lúc lấy về nó chưa có đất. Đấy, để vùi lại. Đấy, đã bôi keo lên sẹo một số chỗ. Hy vọng là nó sẽ nảy được mầm ở xung quanh đây. Nếu không được thì phải buộc phải ghép thôi. Đấy. Đấy, còn nó quá. Đây, cái ổi. Ở đây, đừng lấy của.
vừa vé nó vặt phân lưới mà bộ đục của đấy cả nãy đục đục những cái đinh này. Đinh ở cái tay ghép này mẻ hết cả đục rất là bực mình, đục thì đục mới quá mẻ hết cả đục. Đây tôi có con mới thì chưa khỏe, con sinh quê này, đây cũng là sinh quê con nhé, đây cũng là sinh quê, con này cũng là sinh quê, chứ điền con này thì chết tiền, điền không có tiền đâu, điền ngã đi con, loanh quanh nhìn trong cái bể này nhưng loanh quanh cũng này đến 30-40 cây đấy, từ trên xuống dưới con nhé. Chế bố dắt sắp xong rồi. Hôm nào sẽ quay một cái video về con tay chuột này. Con tay chuột. Và video làm con này. Đây này. Các bác con su này, các bác nhìn con su của em này. Các bác nhiều bác chửi em là cắt thế nó có ra được mầm không? Đây thì đây là câu trả lời của anh. Chỗ nào cũng có mầm luôn. Đấy, còn sau này em lấy cái mầm nào thì sau này sẽ tính, nhưng mà những cái điểm cần lấy mầm là đều có hết rồi. Đó nhé. Đây. Đứng chờ bố tí. Đấy. Du này các bác nhé, nhận ra rồi, có mấy ngày thôi. Nửa tháng chứ không phải mấy ngày. Đấy các bác nhé, pha hồ giật mầm rồi. Rồi xin cảm ơn các bác nhé. Thank you.